Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn cho các em ở bài số 2, đúng không nào? Như vậy thì trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở bài số 3, tính chất cơ bản của phân số. Thì đây là cái khóa học online của thầy có thu phí, và thầy cũng cảm ơn các em đã đăng ký vào cái khóa học này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 17 nha. Rồi, chúng ta có bài 17. Điền số thích hợp vào ô vuông. Như vậy thì ở đây các em thấy đây những vị trí này, mà đây là cái kết quả ở đây là bằng 1. Như vậy thì bao nhiêu chia cho âm 2 thì sẽ bằng 1 nào? Theo em là số mấy? Chắc chắn là chính nó đúng không? Nghĩa là chúng ta nhớ như thế là A chia cho A thì sẽ bằng 1. Như vậy ở dưới đây âm 2 thì cho nên chắc chắn sẽ là âm 2. Cái này chúng ta sẽ ghi vào trong vở cho em nha, tại vì thầy quay nên thầy sẽ không ghi mà thầy làm trực tiếp ở trên đây luôn. Tiếp tục, đây là gì, số mấy? Đây là số 3 thì chắc chắn đây là số 3. Tương tự những cái hàng này, cái ô vuông này các em sẽ có điền được không? Chắc chắn sẽ điền được ha. Như vậy bạn nào cho thầy biết ở chỗ đây số mấy nào? Chắc chắn là số mấy? Số âm 5. Đây là số 7 và đây sẽ là số âm 9. Được không? Rất dễ hiểu, không có gì gọi là khó hiểu cả. Chúng ta đi sang bài 18 nha. Bài 18 thì ở đây cũng là điền số thích hợp vào ô vuông. Thì cái những cái phần này chúng ta buộc phải ghi lại. Thầy giảng và thầy hướng dẫn trực tiếp ở trên đây luôn nha các em nha. Rất là dễ các em. Ở đây là âm 4 mà chúng ta chia cho 4 thì chia các cái số nguyên âm rồi thì chúng ta được học ở học kỳ 1 rồi, đúng không nào? Như vậy âm 4 nghĩa là ở đây chúng ta phải hiểu như thế này này. Chia tử bao nhiêu thì chia mẫu bấy nhiêu. Đây là tử, đây là mẫu. Chia tử cho 4 thì những mẫu này cũng sẽ là chia cho 4, được chưa nào? Như vậy âm 4 chia 4 thì ở đây chúng ta cần phải điền nó chính là số mấy? Số âm 1, đúng không nào? 8 chia 4 thì được 2. Hiểu chưa? Tiếp tục. Câu B thì đây nhân cho bao nhiêu thì dưới mẫu nhân bấy nhiêu. Như vậy đây nhân cho 2 thì dưới đây nhân 2. Thì ta lấy 3 nhân 2 thì bằng chỗ đây là số mấy? 6. 5 nhân 2 đây sẽ là số 10. Được chưa? Rất dễ hiểu phải không? Tiếp tục. Câu C này. 16 chia bao nhiêu đó? Ở đây người ta yêu cầu người ta điền và điền chỗ đây. Mà trong khi đó dưới mẫu là người ta, ở đây là số 4 thì chắc chắn đây người ta phải chia cho mấy? Chia cho 4. Rồi. Âm 16 chia 4 sẽ là bằng âm 4. 24 chia 4 cũng sẽ bằng mấy? Bằng 6. Được chưa? Tiếp tục. 5 mà nhân cho bao nhiêu đó mà bằng 15. Như vậy thì theo em 5 nhân mấy? Chắc chắn đây sẽ là 5 nhân 3. Tương tự dưới đây cũng sẽ là nhân 3. Như vậy thì 5 nhân 3 bằng 15 thì 7 nhân 3 sẽ bằng 21. Đó. Có dễ hiểu không các em? Rất rất dễ hiểu ha. Bỏ đồng tiền ra rất là xứng đáng, chứ chẳng có gì mà liên tiếp 200k mà mua thầy một cái khóa học như thế này, đúng không? Chúng ta đi sang bài 19 nha. Rồi, ta đi sang bài 19. Khi nào thì một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên? Viết dưới dạng một số nguyên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, để mà một cái phân số mà có thể viết được dưới dạng là một số nguyên, từ khi tử nó sẽ như thế nào với mẫu? Tử sẽ là bội của mẫu. Bội nghĩa là tử nó sẽ chia hết cho mẫu đấy, các em nhỉ? Rồi ở đây chúng ta ghi giùm thầy là một phân số nhá, có thể viết được dưới dạng một số nguyên khi tử là bội của mẫu, được chưa nào? Thì chúng ta có công thức này, ta có k nhân cho b trên cho b thì nó sẽ bằng k, và k phải b này phải thuộc tập hợp số gì? Số nguyên. Và cái mẫu của chúng ta phải khác số mấy? Đó chính là khác số 0. Được chưa? Ok, chúng ta đi sang bài 20 nhá. Nhanh không em?
cũng bình thường không? Rồi chúng ta có 320. Một vòi nước chảy 3 giờ thì đầy bể. 3 giờ thì đầy bể. Như vậy thì để mà đầy bể á, đầy bể thì nó là 3 giờ. Mà 3 giờ này người ta đổi ra phút nó sẽ bằng bao nhiêu? 1 giờ ấy thì bằng 60 phút. Mà 3 giờ nghĩa người ta lấy 3 x 60 sẽ bằng là 180 80 phút. À, chúng ta biết cái này trước. Hỏi khi chảy trong 1 giờ 59 phút. Nghĩa là đây trường hợp thứ nhất là 1 giờ này. Rồi trường hợp thứ hai là 59 phút. Trường hợp thứ ba là 127 phút. Thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là trong 1 giờ, ở đây là đầy bể thì 3 giờ, mà như vậy trong 1 giờ thì nó chảy được. Chảy được đó chắc chắn nó phải là 1 phần mấy? 1 phần 3. 1 phần 3 bể, đúng không? Còn trong 59 phút thì chảy được bao nhiêu phút? Thì người ta phải lấy đơn vị, đây là phút ở đây, thì nó sẽ là 59 phần 180 bể, đúng không nào? Trong 127 phút thì nó sẽ chảy được là bao nhiêu? 127 phần bao nhiêu? 180 10 bể. Vậy thôi. Ok nha, ok con dê nha. Rồi, chúng ta đi sang bài 21 nha. Rồi, chúng ta có bài 21. Trên hành tinh của chúng ta, đại dương nào lớn nhất? Đó chính là gì? Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương nè? À, đó chính là Thái Bình Dương, đúng không? Em hãy điền các số thích hợp vào ô vuông để có đẳng thức đúng. Sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào ô hàng dưới cùng. Em sẽ trả lời được câu hỏi trên. Rồi chúng ta đi sang trang số 9 nha. Rồi để mà biết được nó là chữ gì để điền ở đây thì chúng ta buộc phải hoàn thành các chữ cái này để chúng ta điền vô. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em điền vào chữ B nha. Chữ B thì nếu mà đường nhanh thì rất là dễ, nhưng mà bây giờ thầy sẽ có cái cách này để giúp các em đi tìm ô vuông. Thầy sẽ hướng dẫn kỹ ở chữ B, còn các chữ còn lại thầy chỉ điền thôi chứ thầy không hướng dẫn nữa. Các em hiểu không? Bây giờ chữ B các em nhìn cho rõ này. Thầy chỉ hướng dẫn một chữ là các em sẽ biết cách tìm cái ô vuông này như thế nào rồi. Rồi thầy vẽ rất to. Rồi ok. Thì các em sẽ áp dụng cho thầy công thức này. A phần B sẽ bằng C phần D. Nếu như vậy, ta có hai này nhân chéo, hai này nhân chéo bằng nhau. Chúng ta có A nhân D sẽ bằng B nhân C. Áp dụng thầy công thức đây này. Vào trong cái bài đây, thầy áp dụng sau. Đây chính là A phần B này em, C phần D này. Thì thầy nhân chéo, cái này nhân chéo được chưa nào? Như vậy chúng ta lấy 4 nhân cho 28 sẽ bằng cái ô vuông nhân cho 7. Bây giờ các em lấy 4 nhân 28 thì sẽ bằng bao nhiêu nè? Thì sẽ bằng ở đây là 112. Các em tự nhân không? Ô vuông này nhân cho 7, nên chúng ta suy ra cái ô vuông này sẽ bằng là 112 chia cho 7 thì sẽ bằng 16. Như vậy thì chỗ nào có cái số 16 các em điền thầy là chữ B. Đây. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải điền thầy là số 16 này. Được chưa? Thì số 16 chỗ nào thì chúng ta điền là chữ B. Như vậy đây, số 16 này. Như vậy ở đây thầy sẽ điền đây là chữ B. Các em này hiểu cách làm chưa? Tương tự như vậy thì chữ tất cả từ chữ N cho tới chữ D đây, các em sẽ tự làm. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh và điền nhanh cho các em nha. Như vậy thì ở đây là con này, âm 5. Ở đây 13, như vậy theo em 13 nhân bao nhiêu thì bằng 39. Ở đây chắc chắn sẽ nhân cho gì? Nhân cho 3 này. Thì chắc chắn ở đây em sẽ nhân cho 3. Như vậy đây sẽ là bằng âm 10, 15. Nếu giáo viên các em có hỏi thì chúng ta sẽ nói thế. Như vậy âm 15 là chữ N. Âm 15 đâu? Đây. Chữ N đây. Chỗ đây nữa nè các em. Tại vì 16 ở đây có một chữ thôi. Tiếp tục chữ U. 4 nhân bao nhiêu bằng 20? Đây chính là nhân 5. 11 nhân cho mấy? Cũng nhân 5. Như vậy đây chỉ là 50. 55. Đó chính là chữ U. Đâu? 55. Đây. U. Các em hiểu không nào? Tiếp chữ H. Chữ H. Ở đây 5 nhân bao nhiêu bằng 55?
đó chính là nhân cho 11, đúng không nào? Chứng tỏ đây mình sẽ nhân cho 11 thì 1 nhân 11 thì bằng 11. Như vậy nó là chữ H là đây. Chỗ đây H. Hiểu không nào? Tiếp chữ G ha. Âm 3 nhân bao nhiêu để ra được âm 15, đó chính là nhân 5. Đây nhân 5. 5 nhân 17 thì bằng đây là 85, đúng không nào? 85, nhưng mà chữ G ở đâu? G ở đây. Còn chỗ này 85 đúng không? Hay đâu không? Tiếp. 13 nhân bao nhiêu? Ở đây là nhân cho âm 2 đúng không nào? Bằng âm 26, chứng tỏ đây là âm 2. Như vậy đây sẽ bằng âm 10, 12. Như vậy đây là chữ Y. Chữ Y. Được chưa? Đúng. Chữ T. 7 nhân mấy bằng 28? Chắc chắn là nhân 4. Ở đây sẽ nhân 4. Đây là 84 này. Như vậy thì chữ T đây, 84 này. Tiếp chữ O. 5 nhân mấy bằng 15? Nhân 3. Đây nhân 3 sẽ bằng ở đây là bao nhiêu? 75 à. Chữ O là 75 đây. Đây O. Rồi. Tiếp chữ A. Đây nhân mấy? Nhân 5. 8 5 40. Đây nhân 5 chứng tỏ đây 25. Chữ A là 25. Đó. Chữ D. 4 ở đây là nhân 5, 20. Đây cũng nhân 5 chứng tỏ đây chắc chắn là 80. Chữ D. Thái Bình Dương. Hay không? Hay, quá hay, đúng không? Ok. Chúng ta đi sang là đây, nhìn lại một xíu nữa đây. Ta đi sang bài 22 nha. Rồi, ta có bài 22. Bài 22 sao cũng tỏ là khó nha. Cho cái biểu thức là A sẽ bằng là 3 chia cho N trừ 2. Được chưa nào? Ta có câu A. Tìm các số nguyên N để biểu thức A là phân số. Như vậy thì để mà cái biểu thức A này nó là một phân số thì chứng tỏ cái anh này đã là dương, là số 3 là thầy không xét nữa. Như vậy thì cái mẫu này chúng ta nhớ như thầy này, A phần B, cái điều kiện để mà A phần B này chính là phân số thì B này phải khác không nhá. B này là phải khác không. Và A, B này phải là thuộc số gì? Số nguyên ha. A phải B phải là thuộc Z. Như vậy thì ở đây là 3 là thuộc Z rồi. Như vậy thì thầy sẽ xét, thầy xét N. Chúng ta ghi giùm thầy là để biểu thức, chúng ta phải lập luận cho em nha. Để biểu thức A là phân số khi nào nào? Khi cái mẫu này này, cái mẫu này nó sẽ khác không theo công thức này em. Như vậy N trừ 2 sẽ khác không, nên chúng ta sẽ suy ra N sẽ khác mấy? N sẽ khác 2. Chuyển cái này qua ha, chuyển này đổi dấu, N khác 2. Vậy chúng ta kết luận ở đây, vậy N là các số mấy? Số nguyên ha. Các số nguyên khác số mấy? Khác số 2 ra là chúng ta sẽ lấy được. Được chưa? Đó, chúng ta đi sang câu B nha. Tìm các số nguyên N để A là một số. Tìm các số nguyên N để A là một số nguyên. Như vậy thì ở đây để mà A này đó chính là một số nguyên thì N trừ 2 này đó chính là ước của mấy? Đó chính là ước của 3. Đó chính là ước của 3. Hồi nào, ước của 3 thì chúng ta sẽ có là đó chính là số 1, âm 1, 3 với âm 3. Thì cái phần ước này chúng ta được học kỳ 1 rồi đúng không nào? Câu B. A là số nguyên khi nào nào? Nghĩa là nó phải chia hết nha em. Khi N trừ 2 này là ước của 3. Ta có. Rồi, ta có này. Như vậy thì mà ước của 3 ấy, ước của 3 ở đây thì chúng ta đã biết rồi, nó chính là 1 này, âm 1 này, 3 với lại là âm 3, đúng không nào? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập cho thầy cái bảng ra, được không nào? Lập cái bảng ra. Để chúng ta thế vô là chúng ta sẽ có ha. Đơn giản thôi em. Bài sao nhưng mà bài này không dễ, không khó.
Như vậy ở đây nó có n trừ 2, đây chính là n. Nếu như mà n trừ 2 này bằng 1 này, cái này bằng âm 1 đây, 3 âm 3 ha, thì hướng dẫn xíu này, người ta nhìn đây này, nếu n trừ 2 người ta là bằng số 1, bằng số 1 đúng không nào, thì n này sẽ bằng mấy? N bằng mấy? Để bằng 1, lấy 3 là bằng 3 đúng không nào, 3 trừ 2 thì bằng 1 thì đúng rồi. Còn tiếp tục, n trừ 2 này mà bằng âm 1 thì chứng tỏ cái n này sẽ bằng mấy? Bao nhiêu trừ cho 2 mà bằng âm 1 nào, n này sẽ bằng bằng số 1. 1 trừ 2 thì bằng âm 1 đúng chưa. Tiếp tục, n trừ 2 này là bằng 3, bao nhiêu trừ 2 thì bằng 3, đó chính là bằng bằng 5. 5 trừ 2 thì bằng 3 đúng không. Tiếp, n trừ 2 bằng âm 3 thì n này bằng bao nhiêu? Bao nhiêu mà trừ 2 bằng âm 3, đó chính là âm âm 1, được chưa. Đó, như vậy thì các cái số nguyên n nó sẽ lần lượt là 3, 1, 5 và âm 1. Vậy các số nguyên n lần lượt là, đó chính là 3, rồi 1, rồi 5 với lại là âm 1, thì khi đó chúng ta thế vào đây thì nó sẽ được ra một là cái phân số đúng nào, a nó chính là một cái số nguyên đó. Khó không em? Vào thầy Quang thì cũng dễ thôi, trông chẳng khó đâu. Rồi chúng ta đi sang bài tiếp theo nhé, bài 23 ha. Rồi chúng ta đi sang bài 23, cũng là 23 sao anh em ha. Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau. Thì để biết được nó bằng nhau hay không thì chúng ta sẽ xác định xem thử khi chúng ta thu gọn, rút gọn thì nó sẽ bằng một cái kết quả giống nhau thì nó sẽ bằng nhau, không nào. Như vậy thì chúng ta thấy này, câu A này, chúng ta phải chứng minh cho thầy là âm 21 phần 28 tại sao nó lại bằng là âm 39 phần 52, đúng không nào. Như vậy thì ở đây các em thấy này, âm 21 phần 28 thì ở đây thầy sẽ ghi lại âm 21 phần 28, thầy sẽ chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu này, cho 7 ha, chia cho 7 thì âm 21 chia cho 7 thì bằng âm 3, 28 chia cho 7 sẽ là bằng 4. Tương tự như vậy thì ở đây âm 39 phần 52, thầy sẽ ghi ở đây là âm 39 phần 52 ở đây, theo các em thầy sẽ chia cho bao nhiêu thì nó cũng bằng âm 3, thì thầy sẽ chia cho 10, 13 thì kết quả ở đây nó sẽ bằng âm 3 phần 4. Như vậy hai kết quả này bằng nhau nên là hai này sẽ bằng nhau, ta ký hiệu đây là 1, ký hiệu đây là 2, chúng ta có là từ 1 và 2 nên chúng ta sẽ suy ra là âm 21 phần 28 sẽ bằng là âm 39 phần 50, 12. Các em có hiểu chưa? Hiểu cách làm thế nào? Chúng ta đi sang câu B nha. Câu B đâu rồi? Đây, thầy gấp giấy lại nha. Rồi câu B, người ta yêu cầu chúng ta giải thích là tại sao là 1717 trên 2323 nó lại bằng là âm 171717 ha. Nó không đơn giản thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải thích. Vì nè, cái âm 1717 trên cho âm 2323 thì theo các em nó sẽ bằng bao nhiêu nhân cho bao nhiêu? Nó có phải là bằng ở đây là âm 17 nhân cho 101 nè. Tương tự ở dưới đây nó sẽ bằng là 23 nhân cho 101. Thì kết quả ở đây nó sẽ bằng là âm 17 phần 23. Tại vì 101 với 101 này là chia nhau hết rồi. Nghĩa là thầy sẽ tách âm 1717 ra, nó sẽ trở thành là âm 17 nhân cho 101, tương tự như thế này. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có cái này. Dễ không em? Thì nó cũng sẽ bằng âm 17 theo em nhân cho bao nhiêu? Nhân bao nhiêu này? Ở đây người ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây là 1, 2, 3, 4. Thì đây là 101. Thì chắc chắn ở đây nó sẽ là 10.101, được chưa nào? Đây cũng vậy, 23 nhân cho 10.101.
thì hai này thu gọn hết rồi thì kết quả nó sẽ bằng là 17/20 13. Như vậy thì đây chúng ta ký hiệu đây là 1, đây là 2. Vì từ 1 và 2, tại vì ở đây nó cùng bằng kết quả là 17/23, hai này bằng nhau nên chúng ta sẽ suy ra âm 1717 trên 2323 ha, nó sẽ bằng đây, đọc mỏi hết cả mồm em rồi, xong câu B đấy. Thì sang bài cúng cuối ha, là cuối cùng rồi, bài 24. Bài 24 em có thể có phân số A phần B, trong đó A, B là thuộc tập hợp Z, B khác không, sao cho A phần B thì nó lại bằng A nhân cho M trên cho B nhân N. Đó. Như vậy theo em A bằng mấy để hai này bằng nhau? Chỉ có thể là A bằng 0 thôi em ạ. Vì khi A bằng 0 thì không chia B này cũng bằng 0, mà không đây nhân cho M thì cũng bằng 0, mà chia cho bao nhiêu thì nó cũng bằng 0, thì chúng ta A bằng 0 đúng không? Thì khi đó chúng ta có là 0 phần B sẽ bằng 0 nhân M trên cho B nhân N, N. Vì cùng có giá trị là bằng mấy? Thì là bằng 0. Được chưa? Ok. Các em thấy hay và dễ hiểu không? Rồi, thầy cảm ơn tất cả các em đã đăng ký vào cái khóa học của thầy nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài số 4.